Em ráng đợi xíu đi, rồi ông bà cũng sẽ đồng ý mà. Nếu mà ông bà không chịu gả, thiếp sẽ theo chàng ra bến xe ăn xương rồi chạy trốn về Bình Dương luôn ha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tụi bay ghê thiệt đó nha, cả gan dám trốn ông bà già luôn ha, hay thiệt. Cha, tụi con định vậy thôi chứ chưa có trốn mà. Hỡi thế gian tình là gì, càng lúc tụi nhỏ càng ly dị yêu, lì ớn ăn thiệt chứ. Cha đừng làm thơ con cóc nữa, rốt cuộc cha có cho tụi con cưới không? Bọn ta quyết định là cho hay tụi con lấy nhau. Tụi bay biết không, ta phải dùng nhan sắc và body của mình đi dụ dỗ dữ lắm, má còn mới chịu gả cho Sơn Bá đó, công ta lớn lắm già. Không ngờ ba của anh Đại chém gió cũng kinh phết nha. Sơn Bá, chàng cảm ơn cha đi. Hả, lại đi. Sao, hai đứa tính làm cái trò gì đây? Cảm ơn cha đã cho con cưới anh Đài. Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh Đài và dẫn cha đi nhậu thường xuyên. Nói được làm được như vậy. Anh Đài à, sau bao nhiêu năm sóng gió, cuối cùng ta cũng sơ muối được nàng rồi. Cưới nhau về rồi á, nàng sắm sửa ít thôi ha. Tiền ta không thiếu, nhưng mà nhiều thì ta không có đâu anh Đài à. Nhớ ra ít thôi. Không sao đâu, giấy thiếp tiền bạc không phải là tất cả đâu ha. Bởi vì thế gian này vẫn còn vàng với kim cương nữa, nó nhiều như mặt hồ này nè. Tết sắp tới ta sẽ tặng cho nàng một hộp tiền lì xì gồm 52 tờ tiền thật của 28 quốc gia trên thế giới luôn, bao gồm đô Mỹ, Hồng Kông, Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, các nước Trung Đông và một số tiền vàng may mắn nữa, chịu không? Bộ chàng đi cướp ngân hàng à? Chứ đâu mà ra nhiều loại tiền dữ vậy? Ngân hàng thì ta cũng cướp mấy chục lần rồi, nhưng mà cũng không có nhiều loại tiền như vậy đâu. Vậy chàng có tiền đó đâu, chàng kiếm đâu vậy? Ta mua ở shop cam kết giá rẻ.vn đó, địa chỉ là 57/61 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đó. Chàng chơi bảnh thiệt. Anh Đài nè, cam kết giá rẻ.vn là một trang chuyên bán điện thoại. Ngày hôn lễ, nàng muốn dùng điện thoại gì, ta sẽ ra đó mua một cái tặng cho nàng luôn. Nhớ nghe. Con trai của mẹ phong độ quá. Lần này con hút được gơ sinh về làm dâu cũng nhờ mua quà cam kết giá rẻ.vn á. Sơn Bá chẳng những học giỏi mà còn cô gái cũng thật là chuyên nghiệp. Dì nói quá đúng mẹ, ha, phải không? Dạ. Mẹ, con trước giờ lo học cũng chưa biết tối nay đồng phòng mình phải làm cái gì, có gì mẹ chỉ con với nhờ. Con yên tâm đi, có gì mẹ gọi Zalo hướng dẫn các bước cho. Yên tâm đi ha. Tốt quá rồi, con đi lấy vợ nghe mẹ. Đi đi con. Sơn Bá nè, Sài Gòn xe đông, kiếm đường nào không kẹt mà đi nhớ nghe không con? Dạ, mẹ yên tâm. Lương đại nhân mua quà shop cam kết giá rẻ.vn tặng cho cô dâu đó. Tặng vậy là quá chất luôn rồi phải không? Quá đẹp rồi, đẹp dữ nha. Phải lên đó mua quá đẹp, quá đẹp đó, quá đẹp. Tới được kìa, lương đại nhân ra rồi kìa. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, chúc mừng, chúc mừng. Đừng đậu phòng lâu quá mà mất sức cái đại nhân ha. Mất sức, mất sức lắm. Nhớ nghe không? Cảm ơn mọi người rất nhiều, ta sẽ kiềm chế. Yên tâm, ta sẽ kiềm chế.